yêu quái nhập xác vợ. Chà, hôm nay cũng hái được khá nhiều lá thuốc rồi đây. Ngồi nghỉ một lát rồi về vậy. Trời ơi, mày bị thương nặng quá. Để tao giúp mày. Mình ơi. Con chồn này. Tôi gặp nó bị thương trong rừng, đã băng bó vết thương rồi, nhưng thấy nó vẫn còn yếu nên đưa về nhà chăm sóc vài hôm. Mày nằm ở đây nha, để tao đi kiếm cái gì cho mày ăn. Mày ăn đi nha. Mình ơi, mình cũng mệt rồi, đi ăn cơm thôi. Mình ơi, mình. Không có ai ở nhà sao? Cả con chồn cũng không thấy đâu. Hay là cô ấy đưa nó ra ngoài? Chứ bình thường thấy mình về là nó ra đón trước tiên mà. Mình, mình về rồi hả? Tôi vừa ra ngoài hái ít quả. Thế à? Mà con chồn nhỏ đâu? Nó không đi cùng mình sao? Nó không đi với mình sao? Tôi có thấy nó ở nhà đâu. Lạ nhỉ, không biết nó đi đâu được. Thôi kệ nó đi, chắc nó khỏe rồi, muốn về với rừng ấy mà. Mình đừng lo. Mình ơi, mình ơi, mình cứu tôi với. Mình ơi, cứu tôi với. Mình ơi, cứu với. Mình ơi, mình. Mình ơi. Mình làm sao thế? Tôi vừa nằm mộng, thấy mình bị bắt nhốt trong một chiếc lồng lớn, không ngừng kêu cứu. Tôi sợ quá. Chỉ là nằm mộng thôi mà, tôi vẫn ở đây bên cạnh của mình đấy, đừng sợ. Nếu đó mà là sự thật, chắc tôi không sống nổi mất. Không có chuyện đó đâu, mình yên tâm đi. Mình ơi, mình, cứu tôi, mình ơi. Sao cả tuần nay mình cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ thế nhỉ? Liệu có phải có điểm gì không? Mình, sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này? Tôi... Rượu ngon thế này, phải gọi tôi uống cùng nữa chứ. Mình uống rượu đấy à? Xưa nay mình đâu có uống, và cũng đâu thích tôi uống rượu đâu. Tôi đùa tí thôi mà. Thì cũng tại mình lén ra đây uống một mình, nên tôi làm như thế để xem lần sau mình còn dám nữa không. Tôi cất rượu đi nha. Mình ăn đi, thịt nai rừng đấy. Nay tôi tình cờ bắt được nên tự tay nấu cho mình. Ôi, ngon quá à. Tôi thích nhất là ăn thịt nai đó. Lần sau bắt được mình lại làm cho tôi ăn nữa nha. Làng bên có người ốm nặng mà tôi sang chữa bệnh. Chắc phải muộn tôi mới về được. Mình ở nhà cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi tôi đâu. Vâng, mình đi cẩn thận nha. Yêu quái, người đúng là yêu quái mà. Quả nhiên nước chiết từ cây ngân hạnh trừ tà đúng là có tác dụng làm suy yếu năng lực của yêu quái. Tiếc là ta không thể giết chết ngươi ngay lập tức. Mình theo dõi tôi sao? Ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu, không phải vợ ta. Từ việc uống rượu cho đến ăn ngon lành món thịt nai, mà cô ấy trước nay chỉ cần ngửi đến đã thấy sợ. Thế nên hôm nay ta quyết theo dõi để vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Đúng là ta đã biến thành cô ta để được ở chung với ngươi. Nhưng ta yêu ngươi thật lòng, ta quyết không làm hại ngươi. Tại sao ngươi nỡ đối xử với ta như vậy? Yêu ư? Cả đời ta chỉ yêu có một mình vợ ta thôi. Dù ngươi có biến giống cô ấy thế nào thì ngươi mãi mãi không phải là cô ấy. Mau thả vợ ta ra. Cô ấy còn sống hay đã chết, thả cô ấy ra. Để có thể duy trì lốt người, hằng ngày ta đều phải hút sinh khí của cô ta. Cô ta vẫn chưa chết, nhưng chỉ tồn tại như một cái xác thôi. Trời ơi, ta hận ngươi. Tại sao ngươi lại hại cô ấy? Cô ấy với ngươi có thù oán gì chứ? Vì ta yêu ngươi, ta muốn làm vợ của ngươi. Ai bảo ngươi đã cứu ta và mang ta về chứ? Ta cứu ngươi, mang ngươi về. Ngươi chính là con chồn vàng đó sao? Đúng, là ta. Trời ơi, lẽ ra ta không nên cứu ngươi. Chính ta đã hại vợ ta rồi. Cô ấy chết rồi, ta cũng không muốn sống nữa đâu. Ngươi yêu cô ta đến thế sao? Sẵn sàng chết vì cô ta sao? Ta không thể sống thiếu cô ấy được. Ta hiểu rồi.
Đây là viên linh châu tu luyện ngàn năm của ta. Nó có thể giúp cô ta hồi sinh. Mau, mau đi cứu cô ta đi. Người không lừa ta chứ? Nếu như người không cầm lấy, ta sẽ đổi ý. Cô sao rồi? Ta đã sai khi chia cắt tình yêu sâu đậm của hai người. Hai người yêu nhau đến mức có thể tâm ý tương thông, báo mộng cho nhau và hy sinh vì nhau. Dẫu sao ta cũng yêu người và không muốn người chết. Hãy sống thật hạnh phúc nha. Cô ta đã đánh đổi Minh Châu ngàn năm tu luyện để cứu giúp mình hồi sinh. Dẫu rằng chính cô ta đã hại mình, nhưng suy cho cùng là lỗi ở tôi. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa. Mình hãy mang con chồn này về chôn cất tử tế, như thế là tận nghĩa lắm rồi. Vội vàng. Cha cứ yên tâm, ở nhà cha gắng giữ gìn. Về phần con lên kinh ứng thí lần này, chắc chắn khi về con sẽ đậu cao để làm rạng danh dòng họ nhà mình. Con có ý chí thế là tốt. Chúc con lên đường vạn sự bình an, áo gấm về làng. Con tranh thủ thời gian lên đường không muộn. Vâng, con chào cha. Cũng không sớm nữa, ta đi thôi. Nhanh cái chân lên, tranh thủ đến nhà trọ sớm được phút nào hay phút ấy, để ta còn tranh thủ ôn lại bài. Cậu ơi, chúng ta cũng đi suốt mấy ngày đường rồi, chắc sắp tới kinh thành rồi. Giờ trời tối nhanh lắm, hay ta tìm nhà trọ nào nghỉ tạm rồi mai đi tiếp. Thôi, ngày kia là đến ngày dự thi rồi. Ta nghe nói chỉ cần đi tắt quá cánh rừng này là tiết kiệm thêm mấy chục dặm đường. Gắng đi thêm chút nữa, rồi ngày mai vào được kinh thành, ta cho ngươi nghỉ ngơi thoải mái. Đấy, con bảo cấm có sai. Trời mùa này nhanh tối lắm, đường rừng chỉ nguy hiểm. Cứ nghe con nghĩ lại có phải hay hơn không? Còn cằn nhằn gì nữa, mau đi thôi. Nhìn đường cẩn thận, sắp tới rồi. Có tiếng ngựa cậu ơi. Biết đâu lại có người cho ta đi nhờ. Bỏ lại tất cả tiền vàng thì mong còn giữ được mạng, không thì chúng mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Xin các ông tha cho, chúng tôi là học trò nghèo, ngoài một ít lộ phí đi đường thì chẳng có gì trong người cả. Lộ phí đi đường ư? Dốc hết tài nải của chúng nó ra cho ta kiểm tra. Cũng chỉ được một ít gọi là. Xin hai ông lấy bạc, còn sách vở thì để lại cho cậu con. Con xin các ông. Được, giờ thì ngoan ngoãn chịu trói ở đây nhé. Thưa ông, xin ông thả chúng tôi, vì ngày thi của tôi sắp đến rồi. Nếu bị trói ở đây thì tôi sẽ muộn mất. Làm gì mà dễ thế? Thả ra để ngươi báo quan ngay à? Cứ ở yên đi, thế nào cũng có người đi qua cứu các người. Đấy, cậu cứ vội vàng đòi đi đường tắt, giờ thì còn mất thời gian hơn. Phải đợi đến tận sáng mai mới có người đưa qua đoạn đường vắng này. Sốt ruột quá, hy vọng có người sớm đi qua đây. Cứu chúng tôi với, cứu với. Khổ chưa, đường tắt này chúng tôi chả dám đi tối nữa là các cậu. May mà bảo toàn được tính mạng. Cảm ơn các bác quá. Giờ chúng tôi xin phép đi trước, để vào thành ghi tên ứng thí. Chỉ ngặt là trong người cũng không còn cắt bạc nào. Thôi dọc đường gặp đâu xin đấy. Các cậu nhanh chân lên đi, chiều tối là cổng kinh thành sẽ đóng. Vào sớm có nhà trọ miễn phí, tranh thủ nghỉ ngơi một đêm cho lại sức. Vâng, cảm ơn các bác. Cụ ơi, cụ cho hỏi, giờ liệu cháu có kịp vào thành trước khi cửa đóng không ạ? Còn một quãng đường xa nữa đấy. Cứ bình tĩnh thì cửa thành còn mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất. Đã vội, cụ còn giỡn với cháu. Nhanh đi thôi. Cậu chờ con với. À! Đi đứng không nhìn đường à? Cậu ơi, ta đi nhanh nào, cổng thành ở trước mặt rồi.
chết rồi, cửa thành đóng rồi, mà trong túi không có một xu, biết làm thế nào hả cậu? Nếu cậu không bị ngã là chúng ta kịp rồi đó. Còn một quãng đường xa nữa đây, cứ bình tĩnh thì cửa thành còn mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất. Câu nói của ông cụ bán nước có triết lý lắm. Giá như ta không quá vội vàng mà bình tĩnh hơn thì không đến nỗi gặp nhiều vất vả gian nan thế này. Hóa ra việc gì vội quá cũng hóa hỏng. Thế giờ ta làm thế nào hả cậu? Ta còn một miếng ngọc giấu kỹ trong người để phòng thân, giờ đành đi đổi lấy tiền để thuê phòng trọ. Sáng mai vào sớm phòng ghi tên ứng thí. Cái giá phải trả. Cảm ơn ông, lần sau lại ghé mua gỗ nhé. Nếu gỗ tốt thì tôi sẽ mua dài dài. Ông cứ khéo lo, tất nhiên là gỗ tốt rồi, cứ yên tâm về mà dùng. 1, 2, 3, bán một xe gỗ mà lãi những 200 đồng, mình sắp giàu to rồi. Công nhận, chưa thấy ai thông minh như mình, sao có thể nghĩ ra cách làm ăn hay thế chứ. Thằng Dậu, thằng Dậu đâu? Dạ, ông cho gọi con ạ. Chuẩn bị đồ đạc và xe ngựa, chiều nay tao với mày vào rừng lấy gỗ nhé, sắp hết rồi. Sao ạ? Chiều nay lại đi nữa ạ? Ông vừa mới đi được 3 ngày thôi mà. Việc của mày à, không chăm chỉ đi lấy hàng thì bán kiểu gì? Nhưng con thấy gỗ đó đâu có tốt mà ông cứ lấy suốt vậy. Mà phải đi xa tích vào sâu trong rừng nữa, thiếu gì mối tốt hơn hả ông? Ui da, đồ ngu, tao phải mất bao công sức mới tìm ra chỗ này đấy. Rẻ hơn so với chỗ khác mấy lần, có thế bán lại mới lãi chứ. Thì gỗ xấu nó lại chẳng rẻ. Nói thật với ông, gỗ đấy chỉ dùng làm củi đun, bén lửa thì nhanh phải biết. Chứ bán cho người ta dựng cột xây nhà, vài ngày mối mọt, sập nhà, phải tội lắm ông ạ. Hừ, mày không phải lo cho thiên hạ, nhưng làm thế khác nào lừa người ta. Mà gỗ xấu bán với giá cao ngất ngưỡng, thật đức lắm ông ơi. Mày không nói thì ai biết đấy là đâu, mà tao cần mày dạy à. Nhưng thôi biến đi, việc của mày là đi theo tao, không phải nói nhiều. Ai, buồn ngủ quá. Ông chủ này đúng là quá đáng. Nửa đêm rồi còn bắt mình đi sắc thuốc, bao giờ mới được đi ngủ đây? Phải ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo mới được. Cháy, cháy nhà, cháy nhà, bà con ơi. Cháy, cháy ở đâu? Mau, mau dập lửa không cháy hết nhà tao bây giờ. Gỗ này kém lắm, không chắc, chỉ được cái bén lửa. Con đã nhắc ông rồi mà ông không nghe, bây giờ thì cháy hết rồi. Trời ơi là trời, gỗ ơi, mày hại tao rồi. Cậu bé Willy. Con ngốc nghếch về kia, trông ngộ chưa? Tom, ra đây đấm lưng cho bọn mình đi. Để mình đến cho các cậu ấy một bài học. Cậu để ý đến mấy cậu ấy làm gì chứ? Mấy cậu ấy chế giễu, nói xấu cậu như vậy mà cậu cũng để yên ư? Mình quen rồi, kệ các cậu ấy. Thôi, bọn mình về đi, ba mình đang đợi. Tom ục ịch ngốc nghếch, sợ không dám đến đây. Đúng là béo mà yếu như sên.
Vào đi John, đây là nhà mình. Nó hơi chật chội một chút, nhưng đủ cho ba con mình ở. Đây là lần đầu tiên mình đến nhà cậu đấy. Thì cậu cũng là người bạn đầu tiên đến nhà mình chơi mà. Sao vậy? Mình thấy ở xóm cậu cũng có nhiều bạn trạc tuổi mình mà. Chẳng lẽ cậu không chơi với ai? Không phải thế, mà là không ai chơi với mình. Mọi người có vẻ không thích mình. Có lẽ vì mình có thân hình ụt ịt. Cậu mới chuyển đến trường này nên cậu không biết đấy thôi. Chẳng sao, nếu không ai chơi với tụi mình thì tụi mình chơi với nhau. Tom về đó hả con? Dạ. Nhà có khách hả con? Đây là bạn con, tên là John ba ạ. Cháu chào chú ạ. Chú chào cháu. Đây là lần đầu tiên Tom đưa bạn về nhà chơi đấy. Chú rất vui được gặp cháu. Cháu ngồi chơi nhé, để chú vào phòng làm nốt ít việc. Dạ. Ba cứ làm nốt đi, lát con sẽ đẩy ba đi tắm, rồi bôi thuốc cho ba. Ba cậu... Ba mình bị tai nạn giao thông từ lúc mình còn nhỏ. Thế còn mẹ cậu? Mẹ mình mất từ lúc mình vừa mới sinh ra. Mình chỉ có ba là người thân duy nhất trên đời này. Nhưng ba mình... Cậu thấy đấy, ba ít khi ra khỏi nhà. Nên cứ học xong là mình lại chạy về với ba ngay. Thảo nào, các bạn ở lớp cứ trêu cậu là con rơi. Sao cậu không giải thích, không nói là mình có ba để các bạn ấy đỡ trêu? Ôi, mình không quan tâm, giải thích làm gì, có ai muốn hiểu đâu chứ. Có lẽ vì mình có thân hình ụt ịt, mình lại không có thời gian chơi với các bạn, nên chỉ có cậu là chịu lắng nghe mình nói. Cậu là người bạn tốt nhất trong đời mà mình có đấy. Thôi, cậu đợi một lát nhé, mình đi nấu cơm rồi chúng mình cùng ăn. Tom đáng thương quá. Tại sao mọi người không cảm thông mà cứ trêu ghẹo cậu ấy chứ? Chắc lại có đám cháy ở đâu rồi. Ôi, may mà khống chế được ngọn lửa. Không biết có ai bị thương không? Nghe nói là đã có người đưa cậu bé kia lúc đó đang hoảng loạn trong đám cháy ra ngoài. Nếu không, cậu bé ấy đã bị chết cháy trong đó rồi. Đúng là bạn hôm nọ trêu ghẹo Tom đi mà. May cho cậu là không sao đấy. Tom ơi, mình đến rồi này. Cậu làm sao vậy? Sao áo lại cháy xém thế này? Cậu sao vậy? Cậu nói nhỏ thôi, ba mình nghe thấy bây giờ. Nhưng có chuyện gì mới được chứ? Lúc nãy ngoài ngõ có vụ cháy, mình chạy ra xem. Mình thì ra chính cậu là người mà mọi người đang bàn tán. Cậu đã cứu cậu bạn đen nhẻm đó ra khỏi biển lửa. Cậu ấy thì không sao, còn cậu lại bị thương đến mức này đây. Nào, để mình bôi thuốc cho. Lần sau không được liều thế đây. Cậu làm cái gì đây? Mình xin lỗi. Mình biết là hôm qua chính cậu là người đã cứu mình ra khỏi biển lửa. Mình thấy cậu bị thương. Đây là lọ thuốc trị thương mà mẹ mình hay dùng. Cậu cầm lấy mà bôi vào, không là để lại sẹo đấy. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Cậu ấy chế giễu cậu mà giờ cậu lại cảm ơn ư? Thôi, cho mình chuộc lỗi, mình đã sai rồi. Cậu đúng là anh hùng của khu phố này. Mình sẽ nói cho tất cả mọi người trong khu phố biết. Thôi, không cần đâu. Chỉ cần các bạn hiểu mình, đừng trêu ghẹo, kỳ thị mình là được. Được, từ nay chúng mình sẽ là bạn nhé. Nhất trí. Món quà của chị Hằng. Hôm nay chị Hằng Nga với chú Cuội sẽ xuống đây đón Trung Thu với chúng mình đấy. Thích quá, thích quá. Các em, vào lớp học thôi. Ở ngoài này các cô chú đang làm việc, cẩn thận không nguy hiểm đấy. Cô ơi, hôm nay chị Hằng Nga với chú Cuội trên cung trăng sẽ xuống phá cổ Trung Thu phải không cô? Ừ, bạn nào ngoan sẽ được chị Hằng và chú Cuội tặng quà nữa đấy. Thôi, còn bây giờ các em vào lớp đi đã. Đợi tối trăng lên rồi cùng rước đèn đón chú Cuội nha. Dạ, yeah. Tuyệt quá. Trâm, sao em đứng đây một mình vậy? Cô ơi, có chuyện gì vậy? Có thật là
chị Hằng Nga với chú Cuội trên cung trăng sẽ xuống không? Chắc chắn tối nay sẽ có chị Hằng và chú Cuội. Thật à cô? Xong rồi, chị Hằng và chú Cuội lại trở về cung trăng ạ? Đúng rồi, hãy đợi đến tối nha. Dạ. Chắc chắn bọn trẻ sẽ có một đêm trung thu ý nghĩa. Chà, mọi người chuẩn bị xong cả rồi. Lần đầu tiên được đóng vai chị Hằng Nga, mình phải thật sự cố gắng mới được. Biểu diễn xong rồi, giờ Hằng Nga và chú Cuội sẽ tặng bánh, tặng quà và phá cổ cùng các em nha. Dạ, em nhớ rồi. Em cảm ơn chị Hằng. Chú Cuội. Chào bé, quà trung thu của em này. Quà trung thu chị Hằng Nga cho em mà, em cầm đi. Chị Hằng Nga, em không cần quà đâu. Sao vậy? Ồ, Trâm có chuyện gì vậy nhỉ? Chị Hằng Nga ơi, Trâm chỉ nhờ khi nào chị về cung trăng thì chị chuyển cái khăn này cho mẹ của Trâm. Mẹ của Trâm cũng ở trên trời rồi. Sắp tới mùa đông, chắc mẹ ở trên đấy lạnh lắm. Mẹ Trâm thích màu vàng, mẹ bảo màu vàng là màu ấm áp nhất. Chiếc khăn hơi cũ, nhưng Trâm vá lại rồi. Trâm ngoan lắm. Chị Hằng Nga chuyển giúp cho mẹ Trâm nhé. Chuyển cho mẹ ư? Nhất định chị Hằng Nga sẽ chuyển giúp. Ừ, chị Hằng Nga nhất định sẽ chuyển. Yeah! Dạ, cảm ơn chị Hằng Nga. Em cảm ơn cô giáo. Còn đây là quà của chị Hằng Nga. Trâm nhất định phải nhận và phá cổ trung thu cùng các bạn thật vui. Dạ. Mẹ Trâm mất khi cháu còn nhỏ. Trâm được gửi vào đây đã mấy năm rồi. Cháu ngoan lắm, sống rất có tình cảm. Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu cô phải hứa một lời hứa, dường như không thể thực hiện được. Không sao đâu chị, lúc nghe Trâm nói, em xúc động quá mà chưa kịp phản ứng thôi. Chắc chắn em không thể làm cô bé thất vọng được. Món quà của cô bé có thể sẽ chẳng thể chuyển được đến người mẹ không còn nữa. Nhưng tấm lòng cô bé thì chắc chắn người mẹ kia có ở phương trời nào cũng sẽ cảm nhận được và che chở cho cô bé. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.